Dung. Kính thưa ban chủ tọa và quý vị đại biểu, thì trong buổi hội thảo hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ về cái dự án khai thác và phát triển tài nguyên giáo dục mở tại trường Đại học RMIT Việt Nam. Thì có thể coi là chúng tôi là một trong những nơi tiên phong và đã đạt được kết quả bước đầu tốt trong việc mà sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong cái chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Thì tại thư viện trường tại trường Đại học RMIT Việt Nam thì thư viện là đơn vị khởi xướng, chủ trì và vận hành cái dự án khai thác tài nguyên giáo dục mở. Cho nên các anh chị thấy là thư viện sẽ là người đóng vai trò quan trọng và tiên phong trong cái xu hướng này. Thì cái dự án khai thác tài nguyên giáo dục mở tại trường Đại học RMIT Việt Nam chúng tôi diễn ra trong bối cảnh tương đối thuận lợi. Thứ nhất đó là từ năm 2015 thì trường Đại học RMIT Úc và RMIT Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển của trường đến năm 2020. Thì trong đó chúng tôi trong chiến lược phát triển này nhấn mạnh đến cái việc mang cái những cái kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sinh viên để có thể sẵn sàng cho công việc và cuộc sống, trong đó là tập trung vào việc trang bị những cái trải nghiệm số và những cái kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể sử dụng nhiều loại tri thức có sẵn phục vụ hiệu quả cho cái việc các chương trình học tập của mình. Ngoài ra thì tại trường Đại học RMIT Việt Nam thì ban lãnh đạo trường cũng đã rất là quan tâm và chủ trương là cần phải đa dạng hóa cái nguồn tài liệu sử dụng trong cái chương trình học. Bởi vì trước đây thì trường cũng rất là phụ thuộc vào cái nguồn sách giáo khoa truyền thống là chính, nhưng mà do cái độ cập nhật và cái độ rào cản về bản quyền, cho nên là trường mới nhận thấy rằng cái nguồn tài nguyên giáo dục mở là một trong những cái nguồn tài liệu rất là hữu ích và còn tăng cường sử dụng. Ngoài ra thì vào tháng 5 năm 2016 thì trường cũng thành lập cái trung tâm xuất sắc về kỹ thuật số và là một trong những cái đối tác của thư viện khi mà triển khai cái dự án phát triển tài nguyên giáo dục mở. Thì mục tiêu của dự án khi mà chúng tôi xây dựng đó là chúng tôi muốn việc sử dụng cái nguồn tài nguyên giáo dục mở sẵn có vào trong chương trình học. Chúng tôi tiếp cận dự án thông qua việc là chúng tôi muốn giảng viên và sinh viên nhận thức và làm quen với việc sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở trước khi là chúng ta đi đến bước tiếp theo là hỗ trợ họ tự xây dựng, tự xuất bản các cái tài liệu của họ dưới dạng nguồn tài nguyên giáo dục mở. Và chúng tôi cũng muốn cung cấp cho sinh viên những cái trải nghiệm sử dụng tài liệu trong môi trường số và khuyến khích cái sự sáng tạo trong học tập, không phụ thuộc vào một nguồn cụ thể, một nguồn tài liệu cụ thể nào. Và mục tiêu thứ ba là chúng tôi cũng muốn giới thiệu một số nguồn tài nguyên giáo dục mở miễn phí và có giá trị và phù hợp với các trường đại học Việt Nam để chia sẻ với cộng đồng giáo dục của Việt Nam. Và mục tiêu sau cùng là sau khi mà cái việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở đã trở nên phổ biến trong trường và giảng viên, sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của nguồn tài liệu này thì chúng tôi sẽ đến giai đoạn tiếp theo là tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ họ xuất bản cái tài liệu của họ dưới dạng bản quyền mở. Thì cách thức tiến hành khi mà chúng tôi làm dự án này là chúng tôi lựa chọn một số cái nguồn tài nguyên giáo dục mở của các trường đại học hay là các cái tổ chức nghiên cứu, các nhà xuất bản trên thế giới mà có chất lượng và phù hợp với các chuyên ngành đào tạo của trường. Chúng tôi thu thập lại và chúng tôi tổng hợp và phân loại, sắp xếp và lập thành một cái trang web về tài nguyên giáo dục mở để sinh viên và giảng viên có thể truy cập một cách rất là thuận lợi và mọi nơi mọi lúc. Ngoài ra chúng tôi sau khi chúng tôi xây dựng được cái trang tài nguyên giáo dục mở xong thì chúng tôi sẽ cán bộ thư viện sẽ là người tiên phong trong việc mà tiếp cận các khoa bộ môn trong trường, đặc biệt là các thầy cô để chúng tôi tổ chức các cái khóa đào tạo về việc cách thức tìm kiếm, cách thức đánh giá, cách thức sử dụng cái tài nguyên giáo dục mở vào trong từng cái môn học cụ thể như thế nào. Thì chúng tôi làm các cái khóa huấn luyện này quanh năm và chúng tôi đặt mục tiêu là tất cả các giảng viên của trường
đều được tư vấn, đều được giới thiệu, đều được huấn luyện về kỹ năng sử dụng cái tài nguyên giáo dục mở trong cái chương trình đào tạo của mình. Và đây là những cái kết quả bước đầu chúng tôi đã đạt được sau khi mà chúng tôi triển khai dự án vào năm 2016 và chính thức cung cấp cái khả năng truy cập đến cái trang tài nguyên giáo dục mở của trường đại học RMIT là năm 2017. Thì chúng ta thấy là năm đầu tiên thì chúng tôi nhận được là khoảng gần 8.000 lượt truy cập đến cái trang tài nguyên giáo dục mở này, dựa trên cái thống kê của cái công cụ thống kê trên web. Và cái trang tài nguyên giáo dục mở này chúng tôi làm hai phiên bản, một phiên bản tiếng Anh là sử dụng cho trường đại học RMIT Việt Nam và RMIT ở Úc, và một trang phiên bản tiếng Việt là chúng tôi chia sẻ với các trường đại học của Việt Nam sử dụng. Thì ngay trong năm đầu tiên, cái trang tài nguyên giáo dục mở tiếng Việt thì chúng tôi cũng đã đạt gần 5.000 lượt truy cập. Và chúng ta có thể thấy là cái lượt truy cập cái trang tài nguyên giáo dục mở này nó tăng lên mỗi năm, chứng tỏ là giáo viên, sinh viên và nhiều đối tượng khác, người ta bắt đầu nhận thức ra được cái lợi ích hoặc là cái nguồn tài liệu này để người ta bắt đầu sử dụng cho cho công việc của mình. Và không chỉ giới thiệu cái trang tài nguyên giáo dục mở mà chúng tôi còn đặt một mục tiêu trọng tâm vào việc là hỗ trợ giảng viên sử dụng cái tài nguyên giáo dục mở vào trong từng cái môn học cụ thể của mình. Thì năm đầu tiên thì là năm 2017 thì chúng tôi chú trọng vào việc là trang bị cái nhận thức và cái kỹ năng sử dụng cho giảng viên và sinh viên, và bắt đầu từ năm 2018 thì đã có 7 môn học tại trường đã sử dụng cái tài nguyên giáo dục mở vào trong cái danh mục tài liệu môn học của mình và giới thiệu đến sinh viên. Và đến năm 2019 thì cái số lượng môn học mà có sử dụng cái nguồn tài nguyên giáo dục mở tại trường tăng lên gấp đôi là 14 môn học. Thì chúng ta thấy là một cái xu hướng phát triển tích cực của việc mà sử dụng cái tài nguyên giáo dục mở trong cái chương trình học của trường. Và khi mà chúng tôi triển khai cái dự án này tại trường thì chúng tôi gặp một số điều kiện rất là thuận lợi. Ví dụ như là chúng tôi nhận được sự ủng hộ của tuyệt đối của lãnh đạo nhà trường và của các khoa. Và thứ hai là tất cả các cán bộ thư viện tại trường đại học tại thư viện trường đại học RMIT Việt Nam thì đều phải trải qua các cái khóa huấn luyện về việc tìm kiếm sử dụng và hỗ trợ sử dụng cái tài nguyên giáo dục mở, để từ đó họ là người huấn luyện lại, tư vấn lại cho giảng viên và sinh viên, thì họ phải là người nắm chắc nhất, rõ ràng nhất về việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở như thế nào. Thứ ba là toàn bộ cái chương trình học tại trường RMIT là đều sử dụng bằng tiếng Anh, cho nên khi mà chúng tôi sử dụng lại nguồn tài nguyên giáo dục mở sẵn có thì rất là thuận lợi, chúng là tất cả người sử dụng không bị rào cản về tiếng Anh, họ không bị rào cản về ngôn ngữ, họ có thể sử dụng rất là thoải mái. Và thứ tư là cái chương trình đào tạo của trường nó mang tính mở và tính linh hoạt rất cao, cho nên cho phép giảng viên và người học cùng đóng góp tài liệu, cùng xây dựng cái nội dung chương trình học. Con nghĩ đó là một trong những cái yếu tố rất là then chốt để việc sử dụng cái nguồn tài nguyên giáo dục mở và chương trình học được thuận lợi hơn, không phải qua quá trình xin phép hay là xét duyệt từ các cấp lãnh đạo cao hơn. Tuy nhiên thì khi mà cái dự án này tại trường thì chúng tôi cũng gặp một số cái vấn đề gọi là khó khăn. Ví dụ như là hiện tại thì trường Đại học RMIT Việt Nam và RMIT Úc vẫn đang xây dựng cái chính sách sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong chương trình đào tạo, chúng tôi chưa có một chính sách chính thức ban hành. Cho nên là một khi chưa có chính sách chính thức thì chúng ta chưa có được nhiều cái sự khuyến khích đãi ngộ cho những giảng viên hay là sinh viên mà những người tiên phong trong việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở vào trong cái chương trình đào tạo thì họ chưa nhận được đủ cái sự đãi ngộ cũng như là cái sự các hướng dẫn chi tiết cụ thể từ lãnh đạo của trường. Một điều nữa là khi trong quá trình mà chúng tôi giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tài nguyên giáo dục mở cho người sử dụng tại trường RMIT Việt Nam chúng tôi cũng gặp được rất là nhiều ánh mắt gọi là sự hoài nghi từ phía người sử dụng, bởi vì họ nghĩ rằng là từ trước tới giờ họ sử dụng cái nguồn tài liệu từ các nhà xuất bản,
đã trải qua một cái quá trình đánh giá kiểm duyệt mới được xuất bản chính thức thì chất lượng nó sẽ được đảm bảo. Trong khi cái nguồn tài nguyên giấy thuộc mở này thì được xuất bản một tự do rộng rãi trên mạng và có nhiều nguồn tài liệu chưa trải qua được một cái quá trình thẩm định thì họ nghi ngờ về cái chất lượng của nguồn tài liệu này. Tuy nhiên thì đối với cái khó khăn này khi mà chúng tôi làm thì chúng tôi cũng rất là cẩn thận trong việc mà giới thiệu cái nguồn tài liệu đối họ. Chúng tôi chỉ tập trung giới thiệu những cái nguồn tài liệu mà từ những cái trường đại học uy tín trên thế giới hoặc là từ các nhà xuất bản, từ các cái tổ chức giáo dục mà có uy tín tới họ thì nó sẽ hạn chế được những cái nguy cơ và cái nguồn tài liệu kém chất lượng. Một cái khó khăn nữa đó là giảng viên và sinh viên hầu như là khi mà lần đầu tiên được giới thiệu về nguồn tài nguyên giấy chuẩn mở này thì họ rất là mơ hồ, họ chưa có ý niệm gì nhiều về cái nguồn tài liệu này và họ không biết là sẽ tìm kiếm ở đâu, tìm như thế nào và sử dụng thì sử dụng như thế nào là hợp lý. Họ chưa có hiểu về các cái giấy phép, các cái loại giấy phép như là các cái bài giới thiệu trước đã trình bày. Thì chúng tôi là những người làm thư viện, chúng tôi là những người mà giúp họ được trang bị những cái kiến thức và kỹ năng đó. Và một cái khó khăn cuối cùng đó là cái tính bền vững của một số nguồn tài nguyên giấy dục mở. Bởi vì là như các báo cáo đã trình bày thì một số nguồn tài nguyên giấy dục mở được xuất bản trên mạng và nó chưa có được một cái số định danh cụ thể. Cho nên là chúng tôi cũng gặp một số trường hợp là khi mà chúng tôi giới thiệu cái nguồn tài liệu đó và giảng viên đưa vào trong môn học thì sau một thời gian khi mà sinh viên sử dụng lại, truy cập lại thì không truy cập được. Có thể là cái đường link nó thay đổi hay là tài liệu đó nó sẽ không còn ở vị trí đó nữa. Tuy nhiên thì cán bộ thư viện sẽ phối hợp với lại giảng viên và sinh viên để tìm lại, truy tìm lại cái tài liệu đó. Thì cái việc mà tính bền vững của một số nguồn tài liệu, tài nguyên giấy chuẩn mở nó cũng là một trong những cái vấn đề khó khi mà chúng tôi áp dụng. Thì về hiệu quả tác động của cái dự án tài nguyên giáo dục mở tại trường Đại học RMIT Việt Nam thì sau khi mà chúng tôi đã thành công trong việc đưa tài nguyên giáo dục mở vào để giới thiệu cho giảng viên và sinh viên thì sau đó thì thư viện nhận được yêu cầu hỗ trợ hai cái dự án nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tại trường thiết kế và truyền thông. Thì họ thực hiện hai cái dự án nghiên cứu lớn về quy hoạch không gian đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội, và họ thu thập được rất là nhiều dữ liệu và họ muốn thư viện hỗ trợ họ trong việc tổ chức quản lý và cung cấp cái truy cập đến nguồn dữ liệu đó. Và chúng tôi nhân cơ hội đó chúng tôi tư vấn và khuyến khích họ là xuất bản cái dữ liệu của họ, dữ liệu nghiên cứu của họ dưới dạng giấy phép mở và rất vui là họ rất là sẵn lòng trong việc mà làm theo làm theo cái đề xuất của thư viện. Và cuối cùng thì chúng tôi có hai cái dự án nghiên cứu, dữ liệu của hai cái dự án nghiên cứu được xuất bản dưới giấy phép bản quyền mở và có thể coi đó là một cái dữ liệu nghiên cứu mở. Ngoài ra thì khi mà cái trang tài nguyên giáo dục mở của trường Đại học RMIT Việt Nam, khi mà chúng tôi cung cấp cái phiên bản tiếng Việt thì cũng có rất là nhiều trường đại học, cũng có một số trường đại học ở Việt Nam đã liên kết tới hoặc là sử dụng lại, giới thiệu lại trên cái trang của thư viện mình. Thì đó là những cái kết quả và những cái hiệu quả, những cái tác động bước đầu rất là mang tính khích lệ và chúng tôi cảm thấy là cái dự án của chúng tôi đã tiếp tục đi theo đúng cái hướng như vậy. Và trong cái giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi vẫn đặt mục tiêu là tăng cái số lượng môn học sử dụng cái tài nguyên giáo dục mở lên ít nhất là 50% các cái khóa học ở trong trường. Và thứ hai là chúng tôi sẽ tìm kiếm những cái giảng viên, những người mà năng động và có những cái nguồn tài liệu mà họ muốn xuất bản và chia sẻ với cộng đồng, và chúng tôi sẽ phối hợp và hỗ trợ những cái giảng viên này để xuất bản các tài liệu đó dưới dạng cái tài nguyên giáo dục mở. Và cái định hướng thứ ba là chúng tôi cũng muốn phối hợp với lại các cái đơn vị giáo dục trong và ngoài nước để chúng tôi cùng nhau phát triển cái nguồn tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam. Trong cái bài viết của tôi thì tôi cũng có giới thiệu về cái dự án sách giáo khoa mở tại Đại học RMIT của Úc. Thì quý vị có thể đọc cái bài viết để chi tiết ở trong cái ghi yếu tôi không giới thiệu ở đây. Thì để
mục đích là tôi muốn cho thấy là khi mà chúng ta triển khai cái dự án sử dụng tài nguyên trí dụng mở thì sẽ có những cách tiếp cận khác nhau. Ngay trong trường đại học RMIT, trường đại học RMIT Úc và trường đại học RMIT Việt Nam thì chúng tôi cũng có hai cách tiếp cận hơi khác nhau để phù hợp với lại cái bối cảnh và cái mục tiêu của mình. Và cuối cùng thì chúng tôi sẵn lòng chào đón và sẵn lòng trao đổi hợp tác với các cái đơn vị mong muốn là triển khai và giới thiệu cái nguồn tài nguyên sử dụng mở đối với cộng đồng người sử dụng của mình. Và mọi thắc mắc, mọi yêu cầu trao đổi thì quý vị có thể gọi điện thoại hoặc là gửi email cho chúng tôi. Thì xin trân trọng cảm ơn.